nhà ơi, buổi tối hôm nay thì mình cùng với con mình với mấy đứa cháu mình á, cả nhà, cùng với bà xã mình đi bắt ốc và bắt cá lên, rồi mấy cháu mình á thì nó đi đập chuột á cả nhà. Đây nè, ai bây giờ mình đi tìm những con ốc đậu mùa này nó lên, nó ốc có mập nó ngon luôn cả nhà. Rồi mình mời cả nhà đồng hành cùng mình nha. Mình cũng không quên chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe nha. Cả nhà có thấy clip mình hay tặng cho mình một lượt like và một lượt đăng ký cả nhà. Rồi mình cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Đây một con ốc cái này em. Đó, một con nữa. Một em ốc nữa. Ốc này ngon lắm á. Chiều quá trời rồi. Nãy giờ em bắt được con gì chưa? Có con ốc nữa nè. Dạ, bắt đi. Một con ốc nữa, lụm lên. Có ốc thì nhiều quá, mời mình về mình luộc cho mình lấy cái màng sạch cho mình xào sơ ớt rất là ngon nha cả nhà. Con gái mình bắt được con ốc nữa nè. Bây giờ mình tiếp tục đi săn cá, gặp con cá thì bắt cá, gặp ốc bắt ốc. Nè, con ơi, đây nè con ơi. Đây nè. Nè nè. Cả nhà. Đây một em nữa nè, dạo ơi. Con ơi, đây một con nữa nè con. Một con bành kia luôn. Ờ, bự quá. Đây nè, đây nè, ốc nè, ốc này nè. Đâu. Nè, quá trời luôn. Đây là một đống luôn. Nè. Đây con nữa nè, em ơi. Hai con luôn. Đây con nữa nè. Đây nhóc luôn. Đây nè, đây một con bự nữa nè. Nè. Rồi đây hai em nè. Nè nè. Đó, đủ quá trời, vô gạo rồi. Đây. Ừ. 2 3 4 con luôn. Ngon quá, bự không? Đâu quên. Trời ơi, ngon. Kiếm chuột hả? Đây con cái nào con. Đây con ốc to nè. Nè, đó. Ốc yên quá. Nó còn ra luôn nha. Ốc đây. Nè, một con bành kia nữa nè. Đâu? Ô, đậu quá đã. Đi rồi từ từ á, coi có cá không nha, coi có cá lóc với cá chê đồ nó lên á. Đây bắt luôn con. Ừ, chơi luôn, chơi luôn. Đây con ốc khổng lồ luôn. Đây nè. Đây hai con luôn nha, chứ không phải một con. Đây nè hai con luôn cả nhà. Đây nha. Đó. Ý, ở đây một con nữa nè. Đâu nè. Đây bắt lên. Ơi sao con ốc nhỏ. Cậy bắt hết chân đi. Rồi ốc này là nó phá lúa người ta dữ lắm, mình có bắt được rồi bắt hết đi. Ý, ở đây con bành kia luôn. Ừ, đó, đúng rồi. Con nó mập dữ lắm á con này. Con mà con nhỏ nhỏ vậy vừa cái nhà mình về mình ngâm rồi xong nãy giờ cũng được quá trời nha. Mình đi luộc mình chấm xả với con mẻ rồi với ớt rồi ngon không nha. Đây nè con ơi, đây hai ba con luôn nè con ơi. Đây con bự nữa nè. Đây nè cho nó chỗ giò cha cho đạp đó là hai ba con bự luôn. Đây nha. Con to đó. Rồi đây nè, đây nữa nè. Đó. Rồi bên đói nữa kìa. Quá đã. Bữa nay ốc gà, đây con nữa nè. Đây con nữa nè con. Con này con nhái hay con nhái bầu? Đâu. Con nhái bầu. Bỏ đây. Chừng nó có ếch ha bác. Đây con nè con. Đây. Ủa? Thấy không? Cục xinh mà. Con ở dưới là đen nè, có màu đen nè trời. À đây. Vậy mà không thấy nữa. Kìa. Đâu. Đó không? Đó giờ. Cháu Phi mình bắt được 3 4 con bự không luôn. Bằng đêm nè, ốc ra nhiều nè. Bằng ngày không thấy nó đâu, nó trốn, trời nắng quá nó trốn. Bằng đêm á, nó ra. Thấy chuột mà chưa? Thấy giờ thấy chưa đập cũng chuột. Cái cá quá trời mà. Cá đâu? Thấy nhỏ. Không.
Ốc này con, ốc nè, ốc nè, ốc đây, nè. Đây. Đó, đó, đây con nữa nè. Ốc này bắt con nữa hả? Bắt luôn. Đây nè, đây con to nè, con. Đây con to nè, đó. Mấy hàng này cho chừng hàng lương á. Để mở thử chơi luôn. Nè nè, con đây nè, nóc kìa nè. Nè nè nè. Đó. Đây con cái nè, nè, nè. Quá nè, trời nè, luôn rồi, cả nhà ơi. Quá trời luôn. Nè ở đây. Phải con ừ nè. Ồ, đây nè. Mới đây được mấy à, con là to to không? Đã quá. Nè, quá nè, trời luôn. Quá im. Nè, quay đây nè, con luôn nè. Không, không. Ê, ở đây con bự. Con bự quá cái con. Đây năm. Ô, nhiều quá, chỗ này nhiều quá nè. Đâu? Nhóc luôn. Ê, quá trời luôn nè. Ngậm luôn. Ở đây là nước đó cũng còn cạn cả nha. Mưa nó chưa có ngập hẳn đâu, mới có dụng 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 nước ra, ốc nó ra. Ốc nó ra rất là nhiều luôn. Ngày mai là mình làm một món mà ốc xào xả ớt nha cả nhà. Xả ớt chứ quên. Đây nè, đây nè con. Đây nè, qua dạo ơi, qua đây nè con. Hai ba con luôn nè. Nè Quy Quy. Đó. Đó, đó. Ê. Con đó còn nhái, con nhái. Bắt nó luôn. Thôi con bắt đi. Đây nè con, đây nè, nè. Đó. Đây con bự nè, đây con to nè cháu. Đó. Nè, đây con to đụng luôn nè. Nè nè con, chụp cái miệng nó đang bò đó. Mày hả bưởi? Nó bắt trộn con đem đi chơi. Nè đây nè, đây con nè. Quá trời luôn rồi. Đây con nè. Nó bắt trộn con đem đi chơi. Hả? Hai ba con rồi. Trời ơi, con sóc luôn. Nè. Đã quá hả? Trời ơi, con gì con? Đây. Ăn kem Nhật sang này thôi. Đây đây. Quá trời luôn. Hả? Chủ nhật mà. Chủ nhật hả? Chủ nhật ngày mai chủ nhật đi à? Mai đâu có học đâu. 19 mà, mai mới 18 à. Ừ. Đây nè, đây con ơi. Mai cứ gãy đi đi. Cắt con nè. Quá trời bự luôn. Đi con đạp một con ốc nữa nè. Mấy con? Quá trời, nói chung là 5 6 con luôn nè, con nữa nè. Ngon quá. Nè, quá trời luôn nè. Đầu mùa mưa là nè, ốc nó mập trong cả nhà ơi. Nó đâu có nước mưa xuống cái đầu nè, nó chui ra nè. Đó quá trời luôn. Đây nè, nhóc luôn. Đây nè, đây nữa nè con, hai con ba con nữa nè. Đó. Rồi bên đây con nữa nè. Đó, đưa tao coi thử cái nãy giờ không bắt được nhiêu à. Ờ, cũng được, cũng khá khá rồi. Đi. Hả? Rồi. Ở chừng nào xong cái chân đi rồi hả là quay thành vả luôn. Vì nó đi bắt chuột có quay khó lắm. Đây con to đụng luôn nè con ơi. Nè. Wow. Nó đang di chuyển luôn cả nhà. Đây con đó nè con, đây con đó nè. Dạ. Cái gì cắn? Dạ. Có con sang đâu. Cho cái thằng bên cha xịt nè. Dưới giò con đó. Trời, nó lo dịnh như không sao không. Thì nghe gắn đi, cha xịt hả? Ê nè nè, một con. Đây, đây, đây con to nè con ơi. Đây nè. Đây nha. Đây nè. Đây con nè. Đây con nè, đây con nè, đây con nè. Đó, đây nữa nè. Ồ, chỗ này là nhóc luôn nè. Nè, nè. Đó là mà có đất mình mềm á là nó nhiều lắm ha. Ồ, có lý nè. Đó nè. Có mấy cháu mình bắt thêm nữa. Quá êm rồi. Ê, ở đây. Thôi đâu. Ê, ở đây nè. Con sẽ bành kia luôn. Ở đây nữa nè. Đâu, 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 đâu. Dạ. Bắt ốc ham quá cả nhà. Đây hai con to nè con. Nó đang ngọ hòn. Đó nè. Nè, đây một con nha. Nè. Hai con dính liền chà bá luôn. Bây giờ thấy con ốc bây giờ nó đang về đâu di chuyển nè cả nhà. Đó, bắt đi con. Ốc to luôn. Đó nãy giờ dính được em chụp rồi cha. Mấy con? Dạ. Nãy giờ dính được em chụp rồi cha. Một con bự nhất. Ở đây một con. Quá trời luôn. Hên hên đi rồi. Ngon quá.
Nãy giờ em được mấy con rồi? Em bắt bỏ thùng nhiều lắm rồi. Đây, đây con to này em ơi. Đây nè. Đó, quá im. Một con ốc to nữa. Săn bắt được cái gì rồi? Có con ếch qua, con chuột chuột rồi chưa? Tại nãy giờ được mấy con chuột rồi Tại? Vậy đó hả? Dạ, chưa thấy nó. Nãy giờ sắp được nè. Là thấy chỗ dễ bắt lắm, nó chạy á, mình đuổi nó chối. Con xịt dòm dưới đi. Trời, được con em chuột cái ta. Em chuột này chết chưa? Bắt bằng tay luôn đó hả? Đã dữ ta, tại hay dữ ta. Bỏ vô. Nãy giờ khoai dính được nào chưa? Con này em ơi. Đây nè em. Nè nè nè. Nè, trước mặt con này con to nè, chỗ này con nó nè, chỗ này con to mò nó. Chỗ này có bóng đèn nè. Đây. Ừ, đúng rồi. Đây con nữa nè. Quá trời luôn. Đó. Quá trời. Ý. Cái này hang cua nè, có dấu cua luôn. Đâu, bắt thử lên cua không? Hợp cái đi, cho nó kẹp. Nó xì con cua kìa. Nó kẹp mày. Kẹp, nó kẹp tao lắm á. Kẹp không muốn nữa vậy đâu. Đây con ốc to nè. Hai ba con luôn. Nè, 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 nè. Trời ơi. Ở đây đất này người ta mới cài. Mới cài là ta không biết có ta chụp luôn. Kêu lão rồi, rồi. Chạy gì cây gì? Chạy vô đâu rồi? Nãy thấy chị vô đây nè. Có mày. Rượt chuột chạy tưng 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 vô đây. Lấy cái đầu khui ở sọt nó vậy đó chạy nha nữa. Kìa đó đó. Ý nè, nghe tiếng không? Chặn đầu nó lại nghe. Kê cái gì cho nó tay à. Ừ. Bỏ thùng nó vào. Kê thùng bên nó kìa. Kê. Dạ rồi dạ. Đó. Kê nè, cái mũi nó nè, thùng nó nè. Con nào vào chụp cho đừng nó cắn nó vào đó. Ê. Ê. Chui hang nữa. Chui hang nữa. Anh canh nha, chụp cái này. Ừ. Vào ơi, mày đi chụp trong thằng anh tại nó đang quýnh viên trúng cái đầu đầu bây giờ. Gì? Đây cái gì nè, đây con cá. Dở lên, dở lên. Dở dở cục đất lên. Ngập lép con trụ con vậy. Ừ, dở gì đó. Đây nè, ốc nè, ốc nè. Ốc. Rượt chuột quá à. Sao sao, im không, chính không? Coi. Ôi con chuột cái nhỏ đó ba tại bà tha đi con. Con chuột to ha bắt con chuột. Ê, ốc nè. Đâu rồi? Anh cầm thùng được, em vừa thằng tay cầm thùng đi, anh xịt cho em khỏi cần xịt không? Anh điện thoại đi, cầm điện thoại cho chắc nha anh rồi. Anh xịt cho em bắt. Đây là hai con mà hơi nhỏ. Tụi con to hả bắt. Đây đây đây. Bỏ thùng bắt lụm vô. Đó. Đây con nữa nè. Đó đó. Đó. Đây con nè. Nè, con ốc ma màu vàng. Đây con. Đây con. Đây con, con. Đây con. Nó giờ thí à. Đây nè, con to nè, con to nè, hai con nè. Đây 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 nè. Đó, không đã rồi. Cặp luôn. Rồi đây con nè. Đây con to nè. Đó. Đây con nè. Đây hai con nữa nè. Đó. Đây. Không cái nhỏ. Hai con này đây con to nè. Nè, đây thôi cho nè. Nè nhét cái quần nét điện thoại vô quần này nè. Đây con to nữa. Hai con luôn. Hai con màu mờ dưới đây nè. Đó. Hai con. Bên đây con nè. Đó. Ba con. À em. Ốc tham quá.
em bự nữa. Đây nữa này, đây em. Đây em. Đây ép bự nè. Hai con ốc luôn. Con cóc. Đây nè, đây em bự nè. Rồi đây nha em nè. Đây nha em nè. Ôi đã quá, nhiều quá. Đây. Rồi mình đi về dài vô em ơi. Vô tới nhà mình quay thành quả cho cả nhà mình xem. Vậy mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Thành quả của hai vợ chồng soi ốc một đêm nay như